Kính chào quý vị, vụ án gây xôn xao và bức xúc trong dư luận xảy ra tại huyện Đơn Dương, Lâm Đồng. Một ông lão ở cái tuổi gần đất xa trời có hành vi đồi bại với một bé gái, là cháu ruột của con dâu. Kinh hoàng hơn, sự việc kinh khủng này xảy ra trong suốt 5 năm trời, từ khi bé gái học lớp 5 cho đến tận lúc cô bé lên lớp 10. Vì sao lại có sự việc như vậy? Kính mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Những người thân của em L thì vẫn còn nguyên tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn. Sau nhiều lần không thể chịu đựng được những hành vi đồi bại của ông Long và như để giải thoát cho mình, cuối cùng em cũng cố gắng gượng dậy, quyết định gửi đơn kêu cứu đến cơ quan chức năng và các báo đài. Trong đơn, cháu L đã kể rất chi tiết vụ việc ông Phan Văn Long phạm tội giao cấu với cháu suốt nhiều năm. Gã đồi bại Phan Văn Long, 63 tuổi, ở khu Lâm Tuyền 2, thị trấn Duran, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng, thường ngày vẫn đội lốt là người đàn ông mẫu mực nên ít ai ngờ được hành động của ông cho đến khi bị bắt quả tang hành vi giao cấu với cháu L, sinh năm 1997, học sinh lớp 10 trường Ngô Gia Tự, huyện Đơn Dương. Điều đáng kinh sợ là nạn nhân tố cáo ông Long đã bắt đầu xâm hại mình từ ngày lớp 5 và bị xâm hại nhiều lần, trong khi con dâu của ông Long là cô của nạn nhân. Thân hình tiều tụy, nước mắt giàn giụa, L vừa nấc vừa kể rằng từ ngày cháu thấy ông ấy có vẻ rất nghiêm túc. Hơn nữa, ông ấy lại đáng tuổi ông của cháu. Với lại, lúc cháu học lớp 5, cháu còn quá nhỏ nên chưa biết việc gì. Khi cháu học hết kỳ 1 lớp 5 thì cô họ của cháu về làm dâu nhà ông Long. Cô quý mến cháu nên thường gọi cháu sang nhà chơi. Bắt đầu từ những lần cháu L sang nhà chơi với con dâu, ông Long tìm cách tiếp cận và lấy lòng tin của L. Theo L, mỗi lần sang nhà chơi với cô họ, ông Long thường cho xí muội, cho mấy nghìn lẻ mua quà bánh, nên L rất yêu quý và luôn miệng gọi ông Long là ông nội. Có lần, ông nội Long còn tâm sự với L rằng cháu cứ sang chơi, cô không có nhà thì nói chuyện với ông cho vui và khuây khỏa. Ông với cháu mà, không có chuyện gì đâu, cứ được nghỉ học, cũng đừng đi chơi với bạn bè mà sinh hư, cứ đến đây chơi với ông không làm gì đâu mà sợ. Không chỉ giả bộ đạo đức với L mà nhiều hàng xóm của ông Long cũng cho biết. Thường ngày, ông rất chỉnh chu, thỉnh thoảng ông ta còn nói đám thanh niên trong làng phải sống đàng hoàng, đừng trêu ghẹo con gái nhà người khác, có ai ngờ. Sau khi đã tạo được niềm tin với L, và một buổi chiều khi nhà đi vắng hết, chỉ còn lại hai người, ông Long lao vào ôm cháu L, vuốt ve rồi hôn hít và đè ngửa cháu xuống ghế salon, sờ soạn khắp người. Quá hoảng hốt, cháu L dãy giụa và la lên thì ông Long bịt miệng, dặn nếu nói cho ai biết sẽ đoạt mạng. Bị ông Long xâm hại bằng tay quá mạnh nên hôm đó về nhà L cảm thấy bị đau vùng kín. Kiên quyết không từ bỏ thủ tính, ông Long nghĩ ra màn kịch hoàn hảo để tiếp cận L bằng được. Trong lá đơn tố cáo, thống thiết của mình, L kể: bắt đầu lên cấp 2, có lần cháu đi học về ngang qua nhà ông Long, ông đã lừa cháu vào nhà bằng cách bảo cô của cháu gửi món đồ quan trọng về cho bố mẹ vào lấy rồi về ngay. Với nhận thức còn non nớt, cháu L tưởng thật nên vào nhà gọi cô, nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời. Quay ra định chạy thì liền bị ông Long lừa đẩy vào phòng, chốt cửa và đè L ra giường. Luồn tay vào người cháu, L kêu khóc dãy giụa, vùng vẫy và cắn vào tay ông Long. Bàn tay quỷ vừa buông ra, L liền lao ra ngoài thì thấy cổng đóng, đã bị ông Long khóa từ lúc nào. Chưa hết hoảng sợ, ông Long đã chồm tới kéo L vào phòng, rồi dùng sức mạnh lột hết quần áo và cướp đi cái quý giá nhất trong cuộc đời con gái của L. Chưa hết thẳng thốt, L kể: chống cự mãi, con mệt quá, chỉ biết la lên vì ông ta quá mạnh. Ông ta dọa nếu la sẽ bóc cổ con. Ông ấy làm đủ trò, hôn sờ khắp người. Sau khi bị ông ấy cưỡng tình, về nhà L cảm thấy rất đau và ra máu nhưng không dám nói với bố mẹ. Sau khi chính thức bị giao cấu, dù hoảng sợ nhưng do gia đình nghèo, bố mẹ lại luôn nhắc nhở phải học hành để còn nên người, nên L dần dần bình phục và đến trường như thường ngày. Có lúc nỗi buồn ám ảnh trỗi dậy nhưng em đã cố gạt đi. Ngày tháng trôi qua, đến năm lớp 7, nỗi đau như nguôi ngoai phần nào, L bắt đầu vui vẻ chơi cùng bạn bè. Theo lứa tuổi, cơ thể em cũng có nhiều sự phát triển như một thiếu nữ. Ăn quen bén mùi, thấy L xinh đẹp, phồng phao nên ông Long tìm cách cưỡng tình lần nữa. Cũng vào một buổi chiều, khi nhà đi vắng hết, thấy cháu L ở nhà một mình và chuẩn bị đi học, ông Long lại kêu L qua nhà nói chuyện. Nếu không, ông sẽ nói cho bạn bè của L và mọi người biết. Vì lo sợ xấu hổ, ông lại luôn miệng thế tốt, chỉ nói chuyện chứ không làm gì, nên L sang. Nào ngờ, vừa bước vào nhà thì ông Long đã kéo L vào phòng, chốt cửa lại và giở trò đồi bại. Xong việc, ông móc túi đưa cho cháu L 50.000 đồng. Nước mắt chảy ròng, L kể khi về đến nhà con cũng muốn ra đi chứ không chịu được cảnh cưỡng bức này. Nhưng
con cũng không đủ can đảm để nói với bố mẹ, vì sợ bố mẹ đánh và mang tiếng không tốt với bạn bè, sợ bị bạn bè chê bai là bị ông già làm. Cứ như vậy, đến năm lớp 8, ông ta gặp con đi mua đồ ăn sáng. Ông ta bảo con qua nữa. Ông ta biểu nếu lần này không qua thì trả tiền hôm trước cho ông. Nhưng con là học sinh, đâu làm gì để có tiền mà trả. Nhưng nếu nói cho bố mẹ nghe thì con sợ bị đánh nên không dám nói, và con đã qua nhà ông ta. Ông ta lại vật con ra và cũng làm với con như mọi lần. Mỗi lần làm xong, ông ta bắt con đứng trong nhà. Ông ta ra cửa, nếu không thấy ai ở ngoài thì mới cho con ra về. Rồi nhiều lần sau đó nữa, thấy con ở nhà một mình, ông ấy đến cổng nhà con lạng qua lạng lại, rồi bốc còi e nghỉnh. Ông ấy nói ra đây ông bảo cái này quan trọng, con không dám ra mà núp ở trong nhà. Rồi đến năm lớp 9, ông ta cũng dùng đủ cách, đủ lời hăm dọa con. Con sợ ông ta làm thật, mà nếu có đủ can đảm để nói thì con có được bố mẹ tha thứ hay không, hay họ sẽ đuổi con ra khỏi nhà. Con hoang mang và lo sợ điều đó xảy ra nên đành phải qua. Ngày tháng cứ như vậy nên sống trên đời này chẳng mấy vui vẻ, cứ như người vô hình. Từ đó con cũng kiên quyết trốn chạy mỗi khi thấy mặt ông ta. Cho đến đầu năm lớp 10, ông ta dọa nếu không qua ông ta sẽ nói cho mọi người biết con đã quan hệ với ông ta. Cứ mỗi lần ông ta đe dọa, con nghĩ là sự thật nên con phải qua. Nỗi sợ sệt và tủi phận ngày càng đè nặng lên tâm trí L, khiến cháu chẳng còn tâm trí học hành. Một số giáo viên L kể rằng em ấy là học sinh rất ngoan ngoãn lại chăm chỉ nữa, nhưng ngày càng thấy em tiền tụy, mặt mày luôn buồn rầu, học hành giảm sút bất thường. Ai ngờ tưởng em bị ốm nên khuyên em ăn uống đầy đủ, có ngờ đâu em lại rơi vào tình cảnh ngặt nghèo, chua xót đến như vậy. Nỗi đau lên đến tột cùng, nhiều lần cầu xin nhưng ông Long vẫn một mực không tha. Cuối cùng thì hành vi đồi bại bị ổi của ông Phan Văn Long cũng bị bà con lối xóm phát hiện và bắt quả tang vào sáng ngày 24 tháng 8 năm 2012. Khi ông ta thực hiện hành vi đồi bại giao cổ với bé L và bị cháu dãy giụa kêu la, bà Nguyễn Thị Nhờ, hàng xóm cháu L bức xúc. Ông Long đúng là con quỷ đội lốt người, đã già như vậy rồi mà còn không sống tử tế. May hôm đó nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của cháu L nên chúng tôi mới phát hiện ra. Được sự động viên của hàng xóm và gia đình, L đã dũng cảm viết đơn tố cáo chi tiết tội lỗi của ông Long. Sau khi nhận được lá đơn tố cáo và một số chứng cứ, cơ quan điều tra vừa tiến hành bắt giam khẩn cấp với ông Phan Văn Long và cách ly để điều tra. Vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Trung tá Đặng Bảo Ánh, Phó trưởng Công an huyện Đơn Dương khẳng định, sau khi vụ việc được phát hiện, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ hồ sơ và đưa cháu L đi giám định y khoa. Kết quả giám định và chứng cứ thu thập được cho thấy đã có đủ cơ sở để khởi tố, nên Công an huyện Đơn Dương đã ra quyết định số 52 khởi tố vụ án và quyết định số 78 khởi tố đối với bị can Phan Văn Long về tội giao cấu với trẻ em theo điều 115 Bộ luật hình sự. Thưa quý vị, sự việc cũng là lời cảnh tỉnh đối với phụ huynh cần để ý đến con em của mình nhiều hơn, để phòng với những thủ đoạn đồi bại của những đối tượng yêu dầu xanh, để tránh những hậu quả xấu có thể xảy ra. Và đến đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.